Mời quý vị và các bạn cùng chào buổi sáng với phần điểm tin về các sự kiện nổi bật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có cuộc làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải do Thứ trưởng Nguyễn Văn Công dẫn đầu về công tác quản lý chuyên ngành hàng hải trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Thanh Quý cho biết, do yêu cầu nguồn lực đầu tư cho hạ tầng cảng biển rất lớn, trong khi việc huy động nguồn vốn hạn chế nên một số công trình chưa triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Tỉnh Nghệ An mong muốn Bộ Giao thông Vận tải quan tâm kiến nghị với Chính phủ đưa các dự án đầu tư hệ thống hạ tầng cảng của tỉnh vào giai đoạn đầu tư công tiếp theo hoặc giới thiệu nguồn lực để đầu tư hệ thống cảng biển của tỉnh, nhất là cảng Cửa Lò, đầu tư đê chắn sóng, điều chỉnh cảng Đông Hồi chuyên dùng sang tổng hợp, v.v. Thứ trưởng Nguyễn Văn Công thống nhất với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Nghệ An trong đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây mới một số cảng biển để phục vụ nhu cầu vận tải hàng hải trên địa bàn. Vấn đề nóng nhất trong hai ngày qua là trận mưa kỷ lục đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân nhiều địa phương trong tỉnh. Toàn tỉnh có 5.250 nhà dân và 2.819 hectare rau màu bị ngập, nhiều tài sản giá trị bị nhấn chìm trong nước, giao thông tại một số nơi bị ách tắc, chia cắt cục bộ. Ở chợ Vinh, ngôi chợ lớn nhất của tỉnh Nghệ An, hàng trăm tiểu thương điêu đứng vì hàng tỷ đồng tiền hàng đã chìm trong biển nước. Sau khi nước rút, người dân hối hả thu dọn nhà cửa, hàng quán và sửa chữa phương tiện đi lại. Các tiểu thương tận dụng những khoảng sân rộng rãi để phơi hàng hóa, mong vớt vát lại chút ít tài sản. Cảnh tượng dễ thấy nhất trong ngày qua là các cửa tiệm sửa xe máy và ô tô quá tải khách hàng. Dọc các ngõ phố, người dân đưa xe ra hong nắng, khẩn trương vệ sinh nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống. Thông tin pháp luật được dư luận quan tâm là Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An công bố đặc điểm nhận dạng nghi can giết bảo vệ Cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu. Theo đó, đối tượng là nam giới, mặc quần áo màu sáng, dạng quần áo công nhân. Sau khi gây án, đối tượng bị thương. Đề nghị quần chúng nhân dân, ai biết người có đặc điểm tương tự thì thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An qua đồng chí Trung tá Hồ Xuân Thành, đội trưởng đội trọng án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, số điện thoại 0692 904 512 hoặc 0904 651 777 để phối hợp giải quyết.